Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội Công đoàn Bộ Công Thương lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa tư gồm 13 đồng chí. Cùng đó, Đại hội cũng bầu ra 10 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Công thương Việt Nam lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội Công đoàn Bộ Công Thương khóa tư với phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 3. Qua đó đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2023-2028 để tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn Bộ Công Thương ngày càng vững mạnh. Để nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Bộ đề ra mục tiêu xây dựng tổ chức Công đoàn Bộ Công Thương phát triển vững mạnh cùng với sự phát triển chung của ngành, của đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, phát huy tối đa sức mạnh tập thể, nâng cao vai trò là người đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Công đoàn Bộ và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Công Thương đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Những kết quả đạt được đã giúp củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, góp phần quan trọng cùng toàn ngành, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.